Xin chào các bạn. Để thay đổi Google Voice Typing, chúng ta làm như sau. Đầu tiên các bạn kéo màn hình xuống và tìm đến cái mục Settings ở trên máy. Ở trong mục Settings, chúng ta tìm đến khu vực Languages and Input. Và các bạn tìm đến cái mục Virtual Keyboard. Trong mục Virtual Keyboard, các bạn sẽ thấy có cái mục Google Voice Typing. Chúng ta chọn vào đó. Và trong Google Voice Typing thì cái mục ngôn ngữ đấy, languages, mặc định ở trên các máy nó sẽ để là English. Thì để thay đổi, các bạn untick cái ngôn ngữ đang được chọn. Thí dụ như ở tình huống này, tôi muốn chọn cái Google Voice Typing sang thành nhận dạng giọng nói tiếng Việt, thì tôi sẽ tick tiếng Việt, say. Vậy là xong. Thế thì bây giờ khi mà tôi nói trong các cái phần mềm nhận dạng tiếng thì ngôn ngữ nhận dạng sẽ là tiếng Việt. Nếu như bây giờ tôi lại muốn đổi cái tiếng cái nhận dạng giọng nói tiếng Việt sang các ngôn ngữ khác thì tôi chỉ việc chọn lại. Các bạn nhớ là chỉ chọn một ngôn ngữ thôi thì cái nhận dạng nó mới chính xác. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.